điểm lại tin tức tuần qua với 1001 câu đố siêu hot của chị Kính đố vui nào. Tuần qua có một tin siêu cực kỳ hot hit của một thành viên trong gia đình villa nào đó. Anh em đã hóng được chưa nhở? Chưa thì sàn đóng tay lên rồi ngay ngắn. Chờ chị Kính tung siêu phẩm có 102 đây nè. Nhớ là like video rồi vào việc đấy nhé. Câu 1, đố bạn đây là ai? Sơi, trưởng họ nhà villa, đặt villa cùng vợ Vidya chứ còn ai nữa. Được biết là hai chị vừa tổ chức lễ cưới bên quê ngoại Indonesia, là chị Kính tức tốc chạy đi thông báo 1001 bí mật về đám cưới này cho các bạn biết nè. Chiều fan thứ hai thì không ai chủ nhật luôn á. Tiếc gì một like cho chị Kính nhở. Vidya sinh năm 1999, cầm tinh con mèo đó. Chị Vidya gây ấn tượng với gương mặt tròn, bầu bĩnh, hai má bánh bao dễ thương và nụ cười rạng rỡ. 10 điểm không có nhưng nha chị ơi. Trời, đã sinh gái 10 điểm lại còn bao dung nữa chứ. Chính chủ thớt đã thừa nhận là không quan tâm đến quá khứ của chồng và vẫn yêu thương như bình thường. Tìm đâu ra Vidya thứ hai nữa nhở? Câu 4, đố bạn anh Đạt Villa và chị Vidya đã tổ chức lễ cưới ở Indonesia vào ngày nào? Chung đôi của anh Đạt với chị Vidya ngày 11 tháng 5 vừa rồi đấy. Cặp đôi đã chính thức về chung một nhà, đám cưới được tổ chức tại quê nhà của cô dâu, đất nước Indonesia xinh đẹp tuyệt vời. Câu 5, vậy bạn có biết anh chị tổ chức đám cưới ở Việt Nam vào ngày nào không nhỉ? Cặp đôi nổi tiếng này thì sẽ biết đám cưới diễn ra ở Hà Nội vào ngày 17 tháng 5. Cũng chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi là diễn ra đám cưới rồi. Ai được mời thì súng xính chuẩn bị đi nào. Chứ chị Kính thì chỉ có ở nhà ăn cưới online thôi. Của anh chị. Ai biết thì comment xem nào, ai không biết thì chị Kính khai sáng cho nha. Là hành động chú rể nhà vía lấy được vợ cho anh em đó. Ấy gu, nghi thức này mà có ở Việt Nam thì chị Kính xin phép mang chậu ra xin thôi nha. Ha ha. Để mua váy cưới cho vợ hay không? $500 triệu ư? Không đúng rồi, $700 ư? Lại càng sai. Còn
con số đó là 1 tỷ luôn nha quý vị. Nhưng mà 1 tỷ cho 4 chiếc váy cưới đó, đúng là chịu chơi quá nha anh Đạt ơi. Nhân cử anh sẽ trao yêu thương, ngọt ngào khi lên thánh đường. Em là cô gái anh yêu nhất thế gian. Câu 8, theo bạn, ai là người anh đầu tư dàn xe siêu khủng cho anh Đạt Villa đi đón dâu nhỉ? Chú chóa má ơi, là người anh rất kỳ đó, đúng là người anh xứng đáng có nghìn lẻ một người em luôn. Ha ha, trời trời, toàn cây nhà lá vườn thôi đó. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên sông vui vui mừng. Ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Gì là gì bên âm mừng hàng băng qua cánh đồng xanh đồng xanh. Nhất chứa tình em trong một đời dành cho anh mới. Câu 9, đố bạn, ai là người đã sang Indo để dự đám cưới của anh Đạt Villa? Xem video là biết liền cho câu trả lời rồi nè. Anh Tuấn Anh mà không đi thì là hơi sai đó nha. Câu 10, bạn có biết ai là người bắt được hoa cưới của chị Vidya không nhỉ? May mắn đó chính là anh trai của chị Vidya, anh Adi. Đúng là định mệnh luôn mà. Không biết đám cưới ở Việt Nam ai sẽ là người bắt được hoa cưới đây ta? Bạn đoán là ai thì comment xuống dưới nhé. Có biết anh Đạt với chị Vidya quen nhau qua đâu không nhỉ? Chính xác là vào một ngày đẹp trời của tháng 8 năm 2021, cả hai gặp nhau thông qua một lần PK quốc tế do TikTok sắp đặt ngẫu nhiên, đúng là cuộc gặp gỡ như trong truyện cổ tích luôn mà. 21 giờ thứ bảy tuần này có diễn ra một trận PK quốc tế, Đạt có đại diện cho Việt Nam mình đấu PK với một bạn ở Indonesia, thì mong mọi người vào ủng hộ Đạt và bạn ở ba lần màn hình để giúp Việt Nam mình chiến thắng nhá. Câu 12, vậy đến khi nào thì hai anh chị mới chính thức gặp nhau lần đầu tiên? Giữa tháng 3 năm 2022, nam TikToker lặn lội hơn 5.000 km sang Indonesia để thăm bạn gái. Khoảnh khắc cặp đôi trực tiếp gặp mặt lần đầu tiên cũng khiến dân tình thích thú. Suốt thời gian đó, cả hai không ngừng chia sẻ những hình ảnh, clip đi chơi vui vẻ. Thậm chí là chị Vidya còn chăm chỉ quay những video hài hước cùng hội bạn thân của anh Đạt Villa nữa cơ. Là vì anh chẳng nỡ xa, hay vì em vẫn thiết tha, hay vì mình còn thương nhau nhiều quá. Vô tư nhất chính là em, lâu xa nhất chính là anh. Mình cùng nhau đi quãng đường này là chốt chát nhanh. Anh mang em vào thế giới này, em mang anh trở về thôi đời. Mình cùng đi hết cuộc đời với nhau đầy mộng mơ. Gia đình Villa không còn xa lạ với bài Có Em Đây, bản cover cực kỳ đáng yêu của anh Đạt và chị Vidya nữa rồi. Đúng là cặp đôi chịu chi nhất vịnh Bắc Bộ. Công nhận là chị Vi hát tiếng Việt quá đỉnh luôn anh em nhỉ. Khoan dung nhất chính là anh, dù mình cãi vã chưa bao giờ mình cách xa nhau. Là vì anh chẳng nỡ xa,
hay vì em vẫn thiết tha, hay vì mình còn thương nhau nhiều quá. Vô tư nhất chính là em, lo xa nhất chính là anh. Mình cùng nhau đi quãng đường để ngã chết chát nhau. Anh mang em phá thế giới này, em mang anh trở về thời tư. Mình cùng đi hết cuộc đời với nhau đầy mộng mơ. Ca 14, thế còn đây là bài nào? Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên đời anh. Pháo vừa bị dọn ra, kết hai gia đình tham gia chúng mình. Niềm vui cùng nhau thắp lên đường tương lai. Anh may mắn rồi. Những đoạn clip vui vẻ trong những lần đi ăn, đi chơi hoặc là trò chuyện với người hâm mộ thì anh Đạt Villa còn làm hẳn một MV ca nhạc để tặng cho người yêu. Bên cạnh đó thì anh Đạt Villa còn lựa ca khúc May Mắn Khi Có Em để hát tặng Vidia với những lời nhắn nhủ ngọt ngào, cả một bầu trời cẩu lương luôn á. Câu 15, bạn có biết MV này được quay ở đâu không? Phải đầu tư tới bến luôn á. Anh đã mạnh dạn chi số tiền không hề nhỏ để làm MV tại Bali, Indonesia. Chất quá trời luôn. Câu 16, theo bạn thì anh Đạt hay chị Vidia có nhiều fan hơn? Xem nào, để chị Kính tính chút xem nha. Để công bằng mà tính thì chúng mình dựa trên lượng follow TikTok đi nhở. Chị Vidia có 8,5 triệu, còn anh Đạt có 8,3 triệu follower. Thế ai mới là quán quân đây nhở, anh em ơi? Câu 17, nào, đoán xem anh Đạt đang đu trend nào đây? Anh có vợ rồi, u là trời, lấy vợ nhưng vẫn không quên đu trend nha. Mà trùng hợp ghê, đúng là chuỗi ngày lấy vợ thì có cái trend này chứ. Hồng bé ơi, anh có vợ rồi. Ngừng là lời đi, ngừng là lời đi, anh có vợ rồi. Vợ anh nhất, vợ anh đẹp, vợ anh put it in the bag. Rồi cho biết cho show. Video đến đây thôi, hết thời lượng mất rồi. Anh em nào hóng đám cưới của anh Đạt và chị Vidia thì cứ lên YouTube của anh Đạt Villa nhé. Còn bây giờ thì like video, đăng ký kênh rồi lót dép đợi chị Kính đi hóng đám cưới về kể cho các bạn tiếp nha.